Lâm, Lâm, Lâm. Ôi. Ôi. Ngang. Hello, hôm nay mình lại có một trận banh tại sân Kabatu với lại mấy anh em màu áo cam. Đá banh gì có 1, 2, 3, 4, 5, 6 mạng à, được 6 người và đội bạn thì 7 người. Là cái đội hôm bữa mình đang đá nửa chừng thì mới quay hết pin đó. 1 tiếng rưỡi. 2. Mệt mỏi. Ồ. Một pha lên bóng rất dũng mãnh của Fakuta. Ok, mình dậy đi. Thấy mọi người hỏi mình về cái túi đường giày, nó rách luôn nè. Nói chung mình có cái túi này cũng rất là lâu rồi. Chắc cũng 5-6 năm gì đó. Được tặng. Nên thành ra mình không biết mua ở đâu. Nhưng mà nếu anh em muốn mua túi đựng giày thì anh em có thể xem dưới phần mô tả, mình offer vài cái túi đựng giày khác. Anh em có thể click vào đó và mua nhé. Giờ thì mang giày cái đã. Và không quên trọng trách lớn lao của một cầu thủ vừa trở lại sau chấn thương. À đây rồi, cuộn băng thun kim luôn chai nước nè, mình băng ra ngoài mình xài lại. Đó, trong thì bỏ nước, đá xong thì uống. Anh em nào muốn mua cái băng Ugo Grab này thì có thể xem trong phần mô tả nha, mình để một cái link trong đó đó. Hôm nay đá có 6 cầu. Đó, anh em xem mình quấn thì có thể quấn theo như thế này nha. Ok. Nửa tiếng theo. Ok, ok. Vô liền. Nửa tiếng. Hả? Nửa tiếng lần hả? Bất ngờ vãi. Đó, ok. Phải động tí rồi đã. Và rất kỹ thuật. Phải trái xì. À, một điều à. Ây da, sợ thấy đào chỗ này. Là cái chỗ hôm bữa mình bị lật sơ mi đó anh em. Đào từ hôm bữa tới giờ. Cái gì mà phập kinh vậy? Đây nè anh em. Lũi tới luôn rồi trời ơi. Lại là cái ông áo tím này, lát đá phải né né ra. Theo anh em thì pha này có phạm lỗi không? Comment cho mình biết nhé. Thôi, lâu. Tốt lắm. Ok. Ăn xì. Xì. Đứng lại. Người kìa. Một số lớn người nữa kìa. Banh 5 năm né đi cho chắc.
Thấy xây, thấy xây, thấy xây. Nè xây. Lại 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 lại. À, không có được chuyện. À ha. Say. Anh đá cái lồng ở trong thì xoáy qua, anh đá cái má ngoài nó xoáy ngược. Thôi em. Thôi em. Bỏ khoa. Sang, sang. Ngang, 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 ngang. Tối đâu ơi. Nhìn người thôi. Say. Hey, hey. Đây này này. Trái này trả về dứt điểm dễ ăn hơn nè. Oh. Say, say lưng. Say. Rồi xong, giờ kiếm cái hố đâu ra để chui vào đây. Nhanh quá, nhanh quá. Lội, 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 lội cái mặt nha. Thôi. Anh em thấy pha này thế nào thì comment cho mình biết nha. Còn theo mình thì chắc là ông áo đen đau hơn rồi đấy. Nằm một đống luôn. Này bị nhanh quá chị. Pha này hơi lỗ nên né đi cho chắc. Cào xây luôn. Về lại xây.
Lâm. Ôi. Vẫn là anh bạn áo đen ấy. Anh ơi, anh đã chậm lại đi, thôi. Vừa thôi, tưởng đâu anh dễ hơn dò lắm. Hết vừa sao luôn. Em nhảy kìa. Đi ít thôi Lâm ơi. Có người em nhận cấp gì? Rồi. Bỏ phút. Đâu đi. Thôi, một lần thôi. Lần thứ hai phải thành công chứ hả? Kê Phúc ơi. Đến đoạn này thì camera nó quay dọc, mình không biết vì sao nữa, nhưng anh em coi đỡ nha. Sao anh? Say. Hay quá. Pha xử lý Isiaka của mình đã qua được thủ môn, nhưng lại bị hậu vệ cản phá ngay sau đó. Không. Xây. Ây. Đây nè Hùng ơi. Thục quá vậy. Lưng. Lâm. Đó. Rồi, đã xong. Quay được có một chút cho anh em xem nè. Không được dài cho lắm. Tại vì mình có một cái máy quay à, hết pin. Đó. Hy vọng là lần sau mình sẽ mua thêm một cái máy quay nữa, mình sẽ quay được dài hơn cho anh em xem ha. Đội bạn hôm nay thì cũng không đông lắm. Đá thì cũng không phải là... Đá như nào mình không biết diễn tả như thế nào luôn. Anh em có thể comment cảm nghĩ của anh em cho mình biết nhé. Chắc là dân văn phòng thôi nên ra.
trận đấu cũng khá là dễ dàng đối với lại mình với lại mấy anh em. Nói chung là đội mình ăn cũng nhiều đó, nhưng mà mình chỉ chiếu những pha bóng của mình thôi. Thì anh em thấy hay nhớ like đăng ký kênh nha. Rồi, mình là Phạm Thi, xin chào, bye bye.